chào mẹ. Hồi nãy là mẹ nhắc con là để cho mua đi xe đạp hai bánh hả? À đúng rồi. Ok. Dở là mua á. Mua sẽ ra mua lấy xe đạp của mua. Mua thử đi xe đạp của mua không có bánh. Chỉ có hai bánh xe thôi. Được không? Anh sẽ chỉ cho mua cách đi. Được không? Được không mua? Giờ mua phải làm theo anh. Được chưa? Được không? Được đó. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Giờ muốn lấy cho anh đi. Được. Ok. Trời ơi, nhà em có ba chị em, chị em không bao giờ mà làm vậy được hết trơn. Anh ơi, tí nữa anh phải thay đồ á. Anh gạt mình. Đi theo anh một. Ngồi lên đi. Ngồi anh lên. Dịnh. Ừ, anh dịnh cho, anh dịnh cho. Muôn đạp đi hen. Anh giữ cho. Muôn đạp đi hen. Muôn đạp đi, anh giữ cho. Không sao đâu. Đi đi, đi đi Muôn. Không có đường anh giữ chứ. Giữ chứ hả? Ok. Đây là lúc bạn nhõng nhẽo đây. Ok. Ok. Anh sẽ kéo Moon đi nha. Nặng dữ. Quật đi. Em lùi nghĩa nè. Tập tiếp tục, tiếp tục. Bỏ chân lên đặt cái gì. Đặt tiếp, đặt tiếp. Moon á, nếu mà Moon muốn đi bằng hai bánh á, là Moon phải đạp thật nhanh hai cái chân vào thì nó mới không bị rớt. Mà đạp chậm hai cái bàn chân là Moon sẽ bị té, hiểu chưa? Ui. Đạp nhanh vào. Sao không? Có anh đỡ, Moon có té thì cũng không sao đâu. Giữ cái vỏ làm sao mà giữ được âm bằng cái xe. Cuộc đời mình ai cũng từng bị lừa khi đi xe đạp. Đây là một cú lừa. Moon đạp nhanh vào, Moon đạp nhanh cái chân vào. Đi đi đi. Mưa to. Có sao đâu. Mưa có cái mũ rồi nè. Sao Mưa? Lên lại làm tiếp nè. Thôi Mưa về nhà Mưa, mưa rồi. Mưa làm như anh đi. Anh cảm thấy rất là an tâm, cho dù cô bé đó có những cái nỗi sợ hãi, nhưng mà có một người anh rất là bản lĩnh. Vì muốn phải bảo vệ em mình, để cho em mình cảm thấy an tâm hơn thì cũng phải ráng để mà mạnh mẽ hơn. Cho nên với một cái combo như thế này thì Vũ nghĩ là khá là thú vị và rất là an toàn. Em nghĩ là đặc sắc luôn. Đặc sắc. Dạ. Mặc dù em có anh trai, nhưng mà thật sự ra anh trai em thì ở nhà chỉ có những cái thì rất là chăm em, nhưng mà có những cái rất là ăn hiếp em. Ví dụ như em ăn mà trúng tiêu á thì em kêu là trời tiêu cay lắm không ăn được, thì anh hai em bắt em phải ăn cho bằng được, không ăn tao quýnh. tao quýnh mày khóc nữa mà bây giờ mày mét mẹ là tao quýnh mày nữa. Kiểu vậy. Còn em sao thì dạ thì tại vì em là có một chị sinh đôi với là một chị lớn hơn 2 tuổi, thì chị mà lớn hơn 2 tuổi là chị hai của em á là lại rất là cưng hai đứa em. Nhưng mà và em là với chị ba là sáng sớm 6:30-7 giờ chuẩn bị đi học là đánh lộn. Tới tuổi này cũng vậy. Sao chị thấy mặt em có vẻ như là không hài lòng lắm với cái câu em hơi đồng cảm ạ. Chị hai em đang trong phòng nằm buổi tối, xong rồi kìa em mới chạy đi chị như chị kìa, tắt đèn nhìn đi. Sau này em tắt đèn, em bảo à có gì tiện ra lấy giùm ly nước luôn nha. Lúc đó em có nói với chị là chị ơi, chị làm chị tôi hơi lâu rồi đó. Em sợ bị đánh lắm nhưng không dám nói gì hết trơn, cứ làm theo thôi ạ. Em xem một cái đoạn clip này xong thì em cảm giác là em có muốn anh trai. Muốn có anh trai. Nhưng mà anh trai phải giống chị Trâm chứ không như chị hai em. Xin lỗi chị hai nhá. Chị hai em đang ở Hàn không xem được đâu ạ. Đôi khi có một số bé trai ở nhà thì sẽ
cảm thấy cái việc mà có em rất là phiền. Nhưng mà với bé trai này rất là kiểu tự tin. Tôi anh nó. Sẽ có rất là nhiều điều hay ho ở trong hành trình này. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy xem tiếp theo sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào. Lấy đồ hành nghề ra liền. Ghê chưa? Lấy đừng có mặn quá. Để nhìn vô. Mặn canh thôi. Trời ơi, biết canh đó. Trời ơi. Ui, không, nhưng mà rất là đẹp luôn á nha. Góc rất là đẹp luôn. Phải ngồi chờ cameraman ăn sau mới có thể hành nghề được. Mà mà rất là lo lắng nha. Kiểu deadline sắp tới rồi, mới deadline ăn lẹ gì. Em hiểu cái cảm giác đó. Uh-huh. Dù là em rất là thích đi với chị hai em, xong là mỗi lần mà chị hai em đi sinh nhật bạn á là sẽ ngủ lại nhà bạn. Mỗi lần em cảm giác như là kiểu như là
phải rời chị hai với cả không được đi cùng á, nó rất là buồn. Em hiểu cảm giác của bé như nào. Anh cũng biết là tại nhà anh bây giờ ai cũng già lắm rồi. Anh là nhỏ nhất nhà. Anh ơi, mình làm chương trình của con nít đó, tức là mình đang gợi nhớ về tuổi thơ ta. Dạ, chứ không phải là hiện tại. Cái tuổi thơ nó cũng mông lung và mơ hồ lắm. Nhưng mà bây giờ nếu như mà để giải thích cái trường hợp này thì anh thấy là khi mà một trong hai em mà cần phải xa nhau thì cái điều đó nó rất là buồn. Cái lúc mà người chị làm việc và người em chạy vô hỗ trợ á, thì em thấy là thằng bé rất là vui. Rất là vui khi mà được ở gần chị mình và được phụ giúp. Thấy cách khóc là biết là mình rất là tủi thân đó. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thành viên cuối cùng của Doanh Trại Lớn Khôn. Thành viên cuối của Doanh Trại Lớn Khôn là anh chàng con một 8 tuổi, Will. Không có kinh nghiệm chăm sóc em, nhưng san sẻ giúp đỡ mẹ thì Will luôn sẵn sàng. Hôm nay mình sẽ làm mì lạnh tempura. Trước khi bắt đầu hành trình, nhiệm vụ bất ngờ nào sẽ đến với Will đây? Muốn làm mì mẹ làm ngon hơn vậy. Oh yeah! Trời ơi, thấy ăn mì mà nước miếng chảy. Nước miếng chảy á. Thì ngon được không? Được. Giúp đi giết nữa, Huy cho xin đi khu vui chơi ha. Không, không. Được. Trời ơi, chương trình thật là ác. Ác luôn hả? Ôi, bị có má rồi. Ôi, hai con. Ôi, vợ chồng. Vợ chờ chú 5 ly trà sữa trong tàu. Dạ. Vợ chờ chút. À, bán hàng luôn. Ừ. Sao trời ơi, sao nhỏ chú? Dễ thương quá vậy. Dễ thương. Xong phim. Xong phim. Trời ơi. Múc đi bớt. Nhân cho chú con ơi. Ôi, uống miếng cũng có sao đâu. Ú, đóng cái này mới khó nè. Chết rồi. Chết rồi. Ôi, dạ. Trời gấp quá chú ơi. Nhớ rồi, bây giờ chân cút cái này vào. Để cái này vào. Tâm mô thành công. Nhớ chú đi xui. Rồi xong. Trời. Hết chỗ nữa. Trời ơi, xem cái này xong anh mất lòng tin hoàn toàn với trẻ con rồi đó. Trời ơi, in thất bại rồi. Hả? À chú ơi, anh chú trả tiền ít được không chứ con không biết là con trả tiền ít. Cuối cùng cũng đã thành công, được cái vòng tiền rồi chú ơi. Ây da, đi vòng tiền hơi không sạch chút, lần đầu tiên bị thất bại. Ủa, không bồi cho chú hả? Chờ chút, làm thêm ly thứ hai. Ủa, tại sao phải làm ly thứ hai vậy? Anh chỉ có 5 ly rồi. Hốt trà sữa rồi. Giờ làm nhanh, còn mấy ly làm nhanh cho chú nè. Ờ, chút ba, 2 ly lớn. Làm vậy lỗ vốn của mẹ luôn. Chắc rồi.
Trời ơi, con bán kiểu này là lỗ chắc rồi. Lỗ chết luôn rồi. Chú bao nhiêu vậy? Dạ, 500 nghìn. 500 nghìn, chú coi đánh giá cho nhau. Tập trung. Hai chị sẽ viên nhon hình như là coi 28, 40, 28, 13, 16. À, 56 nghìn. Dạ đây. Rồi, chú cảm ơn con nha. Dạ. Bốn bạn trẻ này mà đi cùng nhau với một cái chương trình doanh trại lớn khôn như thế này thì điều gì sẽ xảy ra? Em nghĩ sẽ loạn đó chị ạ. Loạn hả? Em nghĩ là bé Moon với lại bé Will cãi nhau, xong là bé Xì Châm vô cản, xong là bé Bôi Bố nói thôi thôi giờ đừng cãi nhau nữa để tôi chỉ cho mọi người quay TikTok. Chị thấy em có những cái suy nghĩ nó rất là lạ nha, nó ngộ nghĩnh dễ sợ. Tại cuộc sống mình đâu lường trước được điều gì đâu. Anh nghĩ người mà muốn làm thủ lĩnh sẽ là Bôi Bối, nhưng mà người mà thủ lĩnh thật sự sẽ là Xì Trâm. Xì Trâm là em thấy hội tụ đủ những cái yếu tố. Từ điềm đạm. Đúng rồi, điềm đạm, chín chắn và dạy bảo. Không biết là ở cái tập tiếp theo các bé sẽ làm những cái nhiệm vụ như thế nào. Nhưng có một cái điều đặc biệt như thế này, đó là ở cái tập tiếp theo sẽ có một vị quản gia để đi theo các bé, mà cái người đó sẽ là một trong bốn vị khách mời đây. Em nghĩ là anh Vũ rồi. Mọi người đoán xem là chương trình sẽ giao nhiệm vụ cho ai. Em nghĩ là anh Vũ rồi. Tại sao em lại nghĩ là chị Han Sara? Tại sao, lý do? Bởi vì vừa trẻ vừa dễ thương, giữ nít nó có nhiều cái mới. Em nói vậy là giống như em tạt giáo thức lạnh vô mặt anh Vũ rồi. Thôi em lại cãi nhau với bé Vũ. Đâu, nhiều khi không, nó sẽ nghĩ là anh Vũ sẽ rất là nâng, kiểu rất là nựng mấy bé, kiểu sẽ rất là chiều mấy bé luôn á. Nếu như mà chăm sóc các bé quá thì sẽ giống như là có ba mẹ đi gần theo rồi. Thì đúng, em nghĩ là sẽ gặp. Vậy ở đây ai nhỏ tuổi nhất người đó đi. Đâu ạ? Em thích đi không? Em nói đi để chị đề xuất cái chương trình. Dạ, luôn. Em không có được nhiều ký ức tốt với các bạn nhỏ lắm. Em nhớ là có một bé nó chạy ngang qua chỗ em, cho thắng lại, xong em nó lượn mặt em. Trời ơi, anh dễ thương quá, tát cái bước. Ủa gì cái vậy? Rồi lúc đó phản ứng của em như thế nào? Em đơ ra luôn chị. Nếu như sau này mà gặp một cái trường hợp như vậy thì mình cứ tới mình nói chuyện với bé. Mình nói với tư cách là một người bạn thôi, chứ đừng có ra mình tại sao lại đánh chú. Là nhiều lúc là đánh là tại vì thương quá hoặc là thích em đó, chứ đúng không rồi. Phải là vì ghét đâu. Tại vì con nít đó nhiều lúc cái cảm xúc có mà không biết cách bày tỏ, tại nó chưa đủ trải nghiệm, cho nên là nhiều lúc tán cái là sướng nhất thôi. Anh ơi, em nói thiệt nha, cái nhận xét cũng như nhận định của anh là nó y chang như là một ông bố bỉm sữa luôn. Em ơi, tại vì anh không có con nhưng mà anh có tới 11 đứa cháu lận. Bữa nào em mời anh qua nhà em chứ. Thôi để không làm mất thời gian của quý vị cũng như là các vị khách mời ở đây thì Lan sẽ mở cái này ra một cái phong bì. Xin chúc mừng Việt Thi, bạn đã nhận được sự tin tưởng để trở thành quản gia nhí của doanh trại lớn khôn. Bạn sẽ là người giao nhiệm vụ quản lý các bạn nhỏ. Thay mặt cho chương trình, chuẩn bị các bữa ăn ngon cho các bạn nhỏ nhé. Chúc mừng em, chuẩn bị bữa ăn ngon hả? Bé hạnh phúc quá kìa, nó không nên lời.